Rồi bà già vô hết đi. Rồi hôm nay ba thầy trò lại gặp nhau trên chiến trường xưa. Hôm nay là sư phụ có một cái nôn cối anh em. Sư phụ đi nôn quá, nôn quá bơ quên cái mũ ở nhà rồi. Lên quan bún của anh Thảo. Anh Thảo tặng cho sư phụ một cái nôn cối. Giờ là ba thầy trò là làm ba tô phở ở chủ quán rất là xinh gái nha anh em. Hôm nay là cả anh Tiến đi giao lưu cùng với chú Chín. Biệt danh là chú Chín, chú Chín Cao là sư phụ của mình đây. Chủ quán có mấy em xinh tươi đang hát nhạc em chưa. Hôm nào anh em nào có đi lên nghe trên xung quanh nhiều cu là ghé lại quán bún phở của bà chị đây. Bán rất là ngon nha anh em. Sáng nào mình có đi nhiều cu là mấy thầy trò ghé lại đây ăn này. Anh em nào có đi ngang lên trên cánh trên Sơn Thành xung quanh là ghé lại quán bún. Rất là ngon và rất là sạch sẽ nha anh em. Và có cây nhạc rất là xinh gái. Anh em đang xong là qua bên này uống cà phê. Đang xong là anh em uống lại cà phê chớ xẹt hết rồi. Đây chè nóng. Ủa, hôm nay đậu cái nón đây rất là ngon ngầu nha anh em. Hôm nay là đi chuyến 2 ngày. Ông đang cù nữa. Chuyến 2 ngày mới bên Gia Lai. Rồi tự giờ mình cũng làm bữa sáng chứ không đỡ chở. Rồi ăn sáng rồi giờ ba thầy trò uống cà phê, làm đi cà phê đi chè cho nó ấm. Đây là sư phụ chắc bắt bói nhiều nè nha, mà đây sư phụ đầu cái mũ đi rất ngầu quá mà đi quên cái mũ ở nhà nên là lên đây là tặng cái mũ cối rồi bạn ấy chắc có lọc rồi nha sư phụ. Xem rồi cà phê rồi ba thầy trò chạy lên kia gặp một ông chú nữa, chú đang chờ ở trên á. Vậy là ba anh em là thầy trò là điểm ghè điểm thịt rồi là đầy đủ lên là giếng 2 ngày chiều mai mới vô. Quán này thì lên ăn sáng uống cà phê có mặt hết mà thiếu mất theo anh em nha. Tại dịp anh em này cứ ra Phú Dương gặp mấy anh em mình ơi, sư phụ rồi mình đủ lên núi chiến. Đồng mình thì vàng cụ mồi lên ăn sáng móc trên này. Trên này anh chủ quán thiết kế cái cây này để dành cho những anh em mà ghé lại đây ăn sáng uống cà phê là móc trên này. Đây là mấy con
người chiến của mấy thầy trò đây. Đi 4 con. Trong đấy có tập bối nữa nha anh em. Đây là xe của anh Tiến. Quán đi quán quen thuộc với anh em rồi. Chị chú. Chào chào anh em tí với bà chú ơi. Anh em nào cứ là đi ghé vào quán đi ăn rất là ngon. Nghe nhạc. Em sẽ ôm gì yêu thương ngày xưa, dấu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Chút là cái cây xăng cho mình giải lấy ông tí cho sư phụ. À, xăng ngày làm ấy. Chỗ đây đi làm ấy. Vậy bài chỗ đấy em buông treo ấy. Rồi vừa vừa bốn thầy trò vô trong cái lán trại này nấu cơm cho cái bữa cơm trưa ngày đầu tiên. Thì sư phụ mới làm xong nồi cơm rồi, hôm nay nấu một nồi canh đu đủ ăn cho nó mát á, cho mát. Rồi đây là cái ghim thịt lụi, mình là vừa chở nên là mọi khâu để chuẩn bị hết rồi. Mua cà phê kim tiêu không? Nhưng mà sáng nay là đi 4 người, nhưng mà có chú đoàn ở Tân Lập thì bắt được một con chim rất là cứng gu ở bên kia. Thúc 3 tiếng luôn một càng, 2 tiếng luôn một càng. Ở bên cái đôi đây. 4 tiếng một càng, có nào không? 5 tiếng càng có luôn. Liên tục. Mà đúng. 4 người. 4 người về xin mà đó. Lên đấy mà tôi có một mình chú đó một bác thôi. Hôm nay cái bãi ở đây là tuyệt vời nha anh em. Cái bãi rất là đẹp, cũng có cu nhiều nhưng mà nói chung là nó cũng lớn rồi. Thì sáng nay chú đoàn đi trúng luôn bác một con, chúng là rất là hay. Đó. Bốn thầy trò định đi 2 ngày nhưng mà hình như cả đời sức là chơi thêm một ngày thứ ba nữa nha anh em. Vì ở khu vực này là mình chỉ đem đồ ăn thịt ké đầy đủ lên là trên này không có thiếu gì hết nha anh em. Hôm nay đi chúng chỗ này là gồm có chuối thì chín đầy trên rẫy luôn. Còn mình thì khối nhất cái món đây. Đó. Mình làm 2 que. Đó. Chiều nay vừa làm con ghe rồi mình luộc. Đó, bắp chuối nha anh em. Đây. Đó. Đây là thu đủ. Đó. Khâu đi. Đây là anh em đồng kèm ra mới có điện thoại tới mình cắt về dưa hấu nữa nè. Đó. Đồ mà chú đây có nước nấu cho làm gì? Rất là đầy đủ nha anh em. Gia vị rồi đem theo. Bây giờ trong đây là con ghe nè, mình mua con ghe mình chở theo. Đó. Về dưới này là đèo. Dưới mấy cái gốc đèo này là nó mát. Nó quá là mát luôn nha anh em. Sáng nay sư phụ có con nào vô chạm không sư phụ? Có, nó vô con biết không nhỉ không? Tao do tao móc. Giờ móc thớ thôi tất cả. Đồ nó xuống rồi cái nó. Xuống không được. Giờ tao móc lại rồi. Là vô con 15 mà sư phụ. Ừ. Đó. Còn anh Tiến sáng nay có con nào vô anh Tiến? Không, không có con. Mình thì có mấy con sẹt sẹt vô rất là ham, nhưng mà nó chỉ nghe tiếng lẹ nó sang vừa thôi, nhưng mà tao thấy lập là nó bay đã liền. Đó, anh em thấy không? Chuối trái nào cái nấy trên rẫy này anh em. Úp nút luôn. Dù này tấu này nấu lấy nước uống rồi cho sư phụ ăn cho nó bổ. Cơm chết
Rồi. Rồi chiều nay bây giờ bốn thầy trò ham quá chơi thấu tối luôn. Vừa tại chạy là chủ đoàn vừa trước ánh sáng đó để chuẩn bị đã đủ và nấu nước. Và làm một con ghe cò nồi 3 kg. Trời, nãy hết bưng dưới xong này. Tí nữa xuống dưới đây. Hai anh em xuống dưới suối nhô lông với làm nha anh em. Đó, đoàn thao tác nhanh gọn. Thanh niên đi ông ghe, ông hét rẹt rẹt, ông cầm ông chối lại, ông đi vô ông trộm tí là xong liền. Đó. Chứ tất cả anh em ở trên toàn quốc hôm nào đâu được ạ. Thấy cái mớm cái cơm mình đi luôn nhá. Anh em có dịp rồi mà đi công tác đi đâu á. Về Phú Yên á, anh em cứ alo mình sắp xếp rủ mấy chú. Đi. Rồi mấy ông anh mình đi sư phụ rồi là rủ anh em lên núi Như Cu nha anh em. Quân mà leo dũng. Về đây quân đây ăn cơm đây trên núi. Lại sư phụ giờ trên đây là sư phụ nấu cơm. Giờ hai anh em rồi xuống lấy trên núi rồi chén đây. Hai anh em xuống làm ghè. Bây giờ hai anh em xuống dưới suối nha anh em. Cái suối đi nhỏ thôi. À, chỉ từ ở trên đầu nguồn á. Nó chỉ xuống này. Tít ở trên cái núi sâu trên kia luôn nha anh em. Nhưng mà đợt này mùa nắng. Mùa nắng nên là nó là con được một cái rạch nhỏ thôi. Mình xuống suối rất sâu nhưng mà nó có một cái rạch nhỏ thôi nha anh em. Xuống đây mình phét một cái lỗ. Rồi múc nước mình làm ghè và rửa chén. Anh Tiến đang chặt thịt ghè. Nấu ăn chua ít thôi nha anh Tiến. Đấy, nấu như thế. Nhiều. Không, nấu ăn chua đủ ít, đủ nước ít thôi, đỡ chủ yếu còn pha sữa ớt ăn nhà là ngon. Đây 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 nước đây. Đây đây đây. Thôi, được không? Đó. Nó chạy xuống tít dưới kia luôn. Anh em bên đây đi có 4 người à, nên đem cả một con ghe gần 3 kg nha anh em. Còn hai ông chú là đang ở trên kia nấu cơm mình trên á. Còn mình xuống đây là làm ghe. Rồi rửa chén. Chút lên đi hái một măng này nấu canh chua. Rất là kem giác nha nè. Xong rồi tắm rửa lên. Rồi rấy rượu ra ăn cơm uống. Rất là ấm. Rồi xong là giờ anh Tiến hồi sáng để ý một măng nha anh em. Một măng ở trong cái bụi đây nè, dọc bờ suối á, ra cắt để về nấu canh chua đó. Đây hai cái tay đây, một cái nhỏ về cắt lấy cái chân đầu, lấy cái chân đầu về lắm. Còn một này nữa không, cái lọt đây lấy cắt sát góc bên luôn anh. Cắt một đây nè, một đây ngon này, một đây này nó ngon lúa nhỏ hơn như đây rồi. Mà một quả một cậu đen á, mày biết cắt bụng nhỏ kìa. Đó. Mà chút nữa lên là có mấy cái bắp chuối trong kìa. Xong rồi hái lại gian nữa, nấu. Đó, anh em thấy cái cảnh ở rừng núi chưa? Đây là hai ông chú nè. Hai ông chú thôi giờ sáng dịp đây cũng hội ngộ hai chú đạ thứ hai cầu tử của ai dài hồi sư phụ. Sư phụ mình Phú Lâm mình lên mình đạ thứ cầu tử của cầu tử của Tân Lập thứ chú Đoan. Chú Đoan nhắm lại không, cầu tử chú Đoan ta bình thường có dài nữa. Còn vậy là chắc sư phụ cầu tử Mai Lâm này. Việt Nam được ông mình có 11 chân chi sinh nhật, nhưng còn một ông đặc biệt là dài chứ. À, giờ mình là phụ trách ánh sáng, yêu quay phim, tí nữa là mình đem châu. Đúng, giờ trong à,
Định biểu hai ổng đò thứ câu tứ mà chắc chua đoàn không lại đâu. Sư phụ, sư phụ cả tiếng không giờ đâu. Đồ đen lên nó chín chỗ nó thòi liền hả chứ bộ. Mình cũng 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 tra vé chứ. Được gửi liền chứ sợ gì. Không lạnh là dễ nha anh em. Đi thấu tối giờ giờ là xuống đắm rửa. Đây, nước suối đây, trong veo. Rồi tới ai? Rồi tới ai? Sư phụ ơi. Đó. Kính quý ngài. Thu công ở đây. Đây là buổi tối nha anh em. Đây là son canh chua quý đại luôn. Đây giang, bắp chuối, măng rừng. Còn một son thịt ghè là đang bắt cho bếp cho nó mềm vì con ghè nồi to quá. Rồi tới anh Tiến ấy, anh Tiến làm ly luôn anh Tiến. Tiếng tối nay tắm rửa rồi rất đẹp trai nha anh em. Đó, rồi đẹp trai đúng không? À, buổi tối là quay đèn led nên nhìn cũng mắt hơi cá đớm nha anh em, nên là anh em phải hiểu buổi tối nha chứ không phải. Rồi đây chúng ta dụng của đất đây, anh Tiếng quay cho mẹ em chút đi. Đó không làm đi ấy đúng rồi anh em nha. Phong độ đẹp trai. Ngày mai bác cô chúa hay là anh Chín hay là Tiếng mai bác con gù không ạ? Trong không không. Rồi bây giờ tao bác đoàn luôn nè. Đoàn làm tiếp ly nữa ấy. Con quay cho đó, đây là nãy bác đoàn đang quay cho mình á. Đoàn mà đây lập một công nha anh em. Bốn thay trò cả mình bác đoàn ghi một bàn thôi. Còn mấy anh em sáng đi sáng mai. Rồi, rồi bữa cơm tối uống nữa. Rất là đồng ấm. Và chuối đây, tí nữa mình bỏ bếp mình lùi nha anh em. Còn rượu tâm xi răng rồi mình đem đầy đủ đây. Có chai rượu nè, ba kích. Còn chai đây là chai rượu nấm linh chi với phe và rắn hồ chúa của sư phụ. Đó. Quá tuyệt vời. Rồi, hôm nay là sáng ngày thứ hai dậy lúc 4 giờ là để nấu cơm chắc. Nấu đồ ăn đồ xong rồi giờ là ăn sáng tôi chuẩn bị bốn thầy trò chiến tiếp sáng nay có lượng rụng bắt mấy cái thịt gà rừng này nha anh em đó luộc lên nguyên củ này nè làm đường trên cơm cho ấm bụng rồi đeo là đi tiếp tục hành trình thu phục bối. anh em bán ngày hai giờ đêm vô cho mày chạy nè anh em nhữ cu thì nhiều mà không dám nhập mà coi vào cái mít này. Quế trời trái luôn. Bé trời trái luôn anh em ơi. Trước sân mình mà nhà rộng mà có cây gì, có một cu. Có một cu mà cả trái ăn không được nha anh em. Bé đẹp luôn. Chút nữa chắc cũng làm trái bả ba lô. Trời gì à, đi có trái trên cây nè. Mình giờ anh Tiếng vứt khúc đâu. Còn khúc đi chút nữa chơi với chạy cho sư phụ với ông chú nữa ông ăn không đỡ được không kinh nữa chút coi lửa trái nó ngon ngon hai trái được này đó Tiếng ơi trái đây này hôm nay trong này là người ta không vô đẩy sao ông sâm chín ông sâm hết rồi. À, hôm nay thu hoạch được một con hồ mang chúa nha anh em.
Đó. Mình dẫn tiếng xuống suối. Thấy không? Chạy cột lại không biết cột sao. Không ăn chúa nè. Giờ gắn lên tường nữa là thôi. Chờ sơ tí dầu bóng vô. Trưa nay cơm nước xong là xuống núi. Hôm nay thất bại rồi. Được con chim được đâu con chim đây. Vô trong bay dính le ối đâu ạ. À. Không mà lấy cái mỏ nó ra nha nè, cái mỏ nó ra nó cắn chày tay hết. Con to, mấy con cua. Chén tiếng cắn gỡ chày tay hết. Cắn tay móng. Lỡ tay nó kiến. Đây có được tác phẩm á. Phẩm về chiều cảnh đó. Thì cả 2 mét không mà anh tướng. Nó kẻ keo 3 mét nè. Bữa nay là nấu bữa cơm trưa của ngày thứ hai. Đồ ăn thì 4 thầy trò là khoảng dồn dèo nha anh em. Ở lại thêm một ngày nó cũng được. Bác Đoàn chuẩn bị cái khâu thịt là quá nhiều luôn. Ăn 1 ngày rưỡi luôn nè. Kết quả cũng một mình Đoàn bắt được 1 con thôi. Sáng nay là mình được 2 con. Một con cu thô môi thổ mình bắt được 2 con. Bắt con này rồi mà nó vẫn còn gáy nha. Kệ xấu xộn luôn. Uống con này đỡ với cho mấy anh kia anh thẻ quỳ. Còn một con đây. Bắt 2 con luôn. Rất tiếc là không có cả cu mà cả chim. Con này là người cầm nó nha, sáng cầm nó mổ chay tay hết rồi. Đó, vừa cho mấy chạy này là xung quanh là sáng cái sư phụ chơi đây. Ở giữa đây là cái nguyên cái đồi luôn. Đó. Đây là phụ vô trong hốc này vào sáng sớm rất là đẹp. Mà cu không ham nha nè. Lớn quá lớn. Dưới chân núi đó là một đám đất chuẩn bị hạ trong mì nè. Đó. Đã chuẩn bị trong mì. Đây là cái trại. Mấy con cua mồi vừa đang móc cho đang nghỉ ngơi đây. Sư phụ thì đang nấu cơm. Dưới gốc cây này thì có một cây đu đủ, có một chai đu chín rồi kìa. Chút nữa xin hạ chân miệng luôn. Quá đẹp anh em ạ. Này mà bao tôm chơi mà cứ lập lé và chơi quen ngợ là bao đem cu trong này rất là dày. Có nhiều người họ đi giật lưới đó nha nè. Họ giật lưới. Lưới mở hết chim được cái con mình chơi cả chơi đất chơi cò là chơi gì cũng ghéo cũng không bao giờ hết chim nha anh em. Nhiều người họ đi giật lưới đó. Chim này nó ít. Giật lưới với mà còn bảo quen nhậu nữa thì thôi chứ làm gì còn chim anh em không.
Tiền Giang nấu canh chua. Sáng mình hai mít. Mít mình là chín có là hương nữa rồi, còn két nữa không dám ăn. Đem vừa phải cha sư phụ trước mình ăn sâu. Hoàng sư phụ không? Sư phụ là mình biết rất là thích mít. Vì mấy lúc trước đi chung là cả mít là mình sư phụ khui ra là dứt liền. Nước uống còn nhiều lắm, một sách kia nè. Rồi, đây là ngày thứ hai, bữa cơm chua. Qua 4 thầy trò. Lại xong là sẽ kết thúc trận đấu. Tổng kết thì có một bàn thôi. Nhưng mà bạc đòn. Đây là sư phụ làm bia rượu mời anh em này. Rất là phong độ nha anh em. Ở trong nhà sàn thì nó hơi ché nén, nó mờ mờ một tí. Rồi đây, tới chú đòn. Đây là bữa nay anh em giao cơm tại đường là ngày thứ hai này. Mọi ngày ăn bữa cơm chua nữa cuối cùng giờ. Chẳng ai ngày nói chung là cũng ghi được một bàn thắng thật là xuất sắc. Chẳng ai. Bữa nay cả mình bạc đòn ghi bàn thôi nha anh em. Anh Tiến. Mở cái máy em nha. Đây là bữa cơm, cũng có cơm canh, rau thịt. Về đi còn một hôm. Bây giờ là tới mình. Mời một chuyện luôn nè. Mời hết anh em cùng đem chim cu gáy trên toàn quốc. Hôm nào có dịp đến để mình giao lưu với mấy chú cháu anh em mình. Lên núi ăn bữa cơm rừng với uống rượu nha anh em. Mời anh em. Thịt chú đòn nó quá đẹp luôn. Ở đây là chú đoàn ông đã từng trải nướng 30 năm rồi. Trước tiên là quấn lá chuối giữ hơi cho mồi gần chín là mở ra hơ tiếp chua nè anh em à. Rồi thôi mình cũng xin chào hết anh em nào theo dõi cái video này của mình. Cảm ơn hết tất cả nha anh em. Hẹn gặp lại anh em những cái clip sau nha. Đừng quên ủng hộ.